là ta sẽ làm bằng vải nỉ màu xanh, và cái này thì làm bằng vải nỉ màu cam đỏ hoặc là màu đỏ. Thì chúng ta cần 2 miếng vải nỉ như thế này. Và ngoài ra thì để làm cái quả cà chua này thì chúng ta cần kim chì, kim chỉ, kéo, mắt keo và bông hòn. Cái phần bông này em có thể là mua ở được ở các cái tiệm thuốc tây, hoặc là nó có trong các cái gói mà mình bỏ đi ấy, thì nó sẽ có cái bông hòn này. Thì vào làm quả cà chua các em nhé. Đầu tiên thì chúng ta cắt cái mẫu, này ra. Chúng ta sẽ kẻ viền cái bút chì để kẻ lại ở trên vải nỉ. Người ta kẻ cái phần thân màu quả cà chua thành là 5 phần. Và sau khi có mẫu này thì chúng ta sẽ cắt ra các em nhé. Còn đối với phần tai của trái cà chua, chúng ta thực hiện tương tự như vậy. Thank you.
này thì chúng ta sẽ dùng bông ngò. Sau khi mà chín nước kem lắm thì chúng ta sẽ dán kem vào trong cái xong.